Chào các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn học sinh đang học tiểu học lớp 2, lớp 3 cái phép uh, nhân hai cái một số với hai chữ một số hai số với nhau một số có hai chữ số một số một chữ số đó chẳng hạn ta lấy 23 nhân 5. Đấy. Thì phương pháp nhân là gì? Đầu tiên các bạn nhân lấy à, 3 nhân 5. Đấy là 15. Đấy, Việt Nam nhớ 1. Đấy, 1 chấm này, rồi 5 x 2 là 10 nhớ 1 nữa là 11 đó vậy kết quả là 115 tương tự như vậy ta thực hiện phép toán 6 61 nhân 3 này thì ta lấy 3 nhân 1 là 3 các bạn đặt đây rồi 3 nhân 6 là 18 vậy kết quả là 183 các bạn nhé Tương tự như vậy ta sẽ tiếp bài toán là 37 nhân 5. Đấy. Ta lấy 5 nhân 7 là 35 Việt 5 nhớ 3. Đó. Rồi 3 nhân 5 là 15. 15 cộng 13 là 18. Đây là 18 các bạn nhé. Vậy kết quả là 185. Đấy. À, thầy sẽ chia sẻ video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong dịp bình nhật.